Theo thống kê, đến giữa tháng 11 năm nay, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đã đạt 6,54 tỷ đô la Mỹ, tập trung 44% vào thị trường Hoa Kỳ, 14% tại Nhật và Trung Quốc. Đây là kết quả của hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động để có chất lượng ổn định, mẫu mã đa dạng của các doanh nghiệp. Cùng với đó là việc thực hiện tốt khai thác tài nguyên bền vững, không ảnh hưởng môi trường sinh thái, bằng việc chứng minh được nguồn gốc gỗ hợp pháp theo yêu cầu của các thị trường lớn. Vivahome có mấy cái điểm mới. Thứ nhất là lần đầu tiên chúng tôi yêu cầu tất cả các doanh nghiệp mà sử dụng gỗ để sản xuất có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên phải thực hiện cái trách nhiệm giải trình. Bởi vì Việt Nam của chúng ta vừa mới ký tắt cái hiệp định VPA FLETI với cộng đồng châu Âu và nhà nước quốc hội vừa rồi thì mới ký thông qua cái luật về lâm nghiệp. Thì điều này có nói lên một cái ý nghĩa là cộng đồng doanh nghiệp buộc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng tài nguyên để sản xuất sao cho không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và khuyến khích cộng đồng dân cư, người tiêu dùng đi mua sắm cũng phải có trách nhiệm hơn, tức là phải tìm hiểu cái nguồn gỗ gốc hợp pháp của nó. Về cái xu hướng mới của năm nay thì vì là cái thị trường bất động sản đang có những cái sự phục hồi nhất định của nó và đặc biệt là các cái căn hộ, cho nên các cái nhà mà sản xuất đồ gỗ nội thất ở trong nước thì đang tập trung vào cái dòng thiết kế những cái sản phẩm thanh mảnh, gọn nhẹ, tiết kiệm được nguyên vật liệu và xu hướng là sử dụng gỗ rừng trồng tự nhiên hoặc là cái gỗ mà nhập khẩu để đưa vào thị trường. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho rằng ngành gỗ có thể đạt 8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay với dư địa thị trường còn rất lớn và mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 là khả quan. Tuy nhiên, để phát triển bền vững cần phải gắn nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng thay vì xuất khẩu gỗ thô để nâng cao giá trị và kim ngạch.